Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế vừa có công văn về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh. Hiệu quả khi các xã được giao làm chủ đầu tư theo Nghị định số 161 của Chính phủ tại Điện Biên. Hà Nội bước vào chu kỳ không khí xấu đã được cảnh báo theo quy luật hàng năm. Tạm giữ hình sự Dũng Trọng tại Hòa Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh. Cụ thể, đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam cần xuất cảnh và có yêu cầu được cấp giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2. Đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoặc tổ chức đơn vị đưa người Việt Nam đi lao động học tập ở nước ngoài lập danh sách cụ thể gửi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 Bộ Y tế hoặc cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố, Sở Y tế để được xem xét hướng dẫn thực hiện xét nghiệm. Các cơ sở thực hiện xét nghiệm và cấp giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 cho cá nhân tổ chức có yêu cầu. Đến nay đã 25 ngày, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên đã ghi nhận thông tin về một trường hợp xét nghiệm dương tính khi nhập cảnh vào Pháp. Bệnh nhân nữ người Thạch Thất là du học sinh tại Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam tháng 5 và kết thúc cách ly tại Đà Nẵng về Hà Nội ngày 10 tháng 6. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội nhận định, ngoài nguy cơ mầm bệnh tồn tại trong cộng đồng, thành phố còn có nguy cơ xuất hiện các ca bệnh xâm nhập, cần lên phương án sẵn sàng để ngăn dịch từ bên ngoài. Dự kiến sau khi mở lại đường bay với một số nước, trung bình mỗi tuần Hà Nội sẽ đón khoảng 2.000 người. Hiện đã có 8 khách sạn triển khai làm nơi cách ly cho người nhập cảnh dưới 14 ngày, có thu phí, với trên 1.300 giường. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu, Sở Du lịch Hà Nội đề xuất mở rộng thêm các cơ sở cách ly thu phí. Đã có thêm 16 khách sạn gửi đơn đăng ký, nâng tổng số lên trên 2.500 phòng, với khoảng 4.000 giường. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội nhấn mạnh, khi triển khai cách ly tại khách sạn, vấn đề an ninh càng cần phải thắt chặt và kiểm soát tốt công tác phòng dịch. Giả soát là cần phân loại đối với những loại khách sạn mà đáp ứng yêu cầu thực hiện cách ly 14 ngày và dưới 14 ngày với người Việt Nam có nguyện vọng cách ly thu phí, nhưng khách sạn tương đối là độc lập và riêng, đó là đối với những chuyên gia, những người nước ngoài. Ngoài chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tại nơi cách ly có thu phí và cả cách ly tập trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kép, tiếp tục các hoạt động phát triển kinh tế. Tiếp tục nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn thành phố, cơ sở dịch vụ chẳng hạn, ví dụ karaoke, ví dụ quán bar, thì phải có những tiêu chí để chúng ta, nếu tôi ta đến kiểm tra, địa phương đến kiểm tra, đủ điều kiện như tiêu chí này thì chúng ta cho mở cửa, còn nếu không đủ thì chúng ta sẽ xử lý. Hà Nội đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng quay trở lại hoạt động bình thường nếu sau 28 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời tiếp tục quyết liệt chống dịch với phương châm dập tắt đốm lửa nhỏ, không để lan rộng thành đám cháy lớn. Chiều ngày 11 tháng 9, bệnh nhân số 620 mắc COVID-19 là chị NTH sinh năm 1976, trú ở tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, đã được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân số 620 có làm việc một tuần tại một quán cơm gần viện C Đà Nẵng và đi từ Đà Nẵng về Hà Nam vào ngày 28 tháng 7. Đến ngày 2 tháng 8, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Sau hơn 40 ngày điều trị, bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện, trở về địa phương để tiếp tục cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Hà Nam không còn trường hợp nào mắc COVID-19. Vừa qua, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tiếp nhận 80 công dân Việt Nam từ Mỹ về cách ly tập trung tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. Ngay khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã thăm khám sơ bộ và kiểm tra thân nhiệt 100% công dân vui vẻ, khỏe mạnh, đồng thời cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, đồ dùng cá nhân, hướng dẫn cách phòng chống dịch COVID-19, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người được cách ly. 100% công dân sẽ được theo dõi y tế thường xuyên. Trong trường hợp phát hiện công dân có dấu hiệu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, sẽ chuyển ngay sang khu điều trị cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và tổ chức sàng lọc cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trước đó, tỉnh cũng đã tiếp nhận và hoàn thành 6 đợt cách ly tập trung cho 596 công dân Việt Nam về từ nước ngoài, đảm bảo an toàn đúng quy định.
Tiếp tục chương trình là các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Theo đó, bộ này sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp đổi thẻ nhà báo cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ thủ tục để thực hiện cấp phép. Công văn số 3487 của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ký hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí căn cứ thông tư số 49 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Cho các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 gồm cả bản giấy và bản điện tử do cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi trước ngày 15 tháng 10 năm 2020. Công văn nêu rõ, đối với cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện quy hoạch báo chí, đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp, đổi thẻ nhà báo cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép. Tùa Chùa là huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên. Trong thời gian qua, huyện đã phân bổ nguồn vốn giao cho các xã làm chủ đầu tư các công trình theo cơ chế đặc thù, theo Nghị định số 161 của Chính phủ. Nhiều dự án đã phát huy hiệu quả quan trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội của huyện. Qua đó làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, đời sống nhân dân các dân tộc được nâng lên rõ rệt. Huyện Tùa Chùa hiện có 11 trên 13 xã được giao làm chủ đầu tư các công trình theo cơ chế đặc thù đối với nguồn vốn 30A-135 nông thôn mới. Việc thực hiện theo cơ chế đặc thù đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, như không phải tổ chức mời thầu, đấu thầu mà chỉ ký hợp đồng với nhóm thợ. Điều này đã góp phần giải quyết được việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn các xã. Thực hiện cái cơ chế đặc thù thì cái này cũng là một cái văn bản mà nó rất là phù hợp với tình hình ở địa phương. Mình cũng khảo sát được cái tổ nhóm thợ mà có điều kiện ở cơ sở để làm được, thì đồng thời giải quyết được cái công việc mà không phải đi làm thuê ở xa. Trong 5 năm qua, huyện Tùa Chùa được phân bổ hơn 285 tỷ đồng từ nguồn vốn 30A-135 và nông thôn mới để triển khai thực hiện 118 dự án khởi công mới và 17 dự án tiếp chi. Đặc biệt, khi xã làm chủ đầu tư đã chủ động được việc lựa chọn công trình phù hợp với tình hình thực tế, tránh lãng phí nguồn ngân sách của nhà nước. Thực tế cho thấy nhu cầu đầu tư tại huyện Tùa Chùa vẫn còn rất lớn trong giai đoạn 2021-2025. Bởi vậy, huyện đã xây dựng các phương án triển khai thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng xã. Đầu tiên của huyện là ưu tiên phát triển hoàn thiện cái hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông xuống đến trung tâm các xã. Tiếp theo đó là ưu tiên vào phát triển cái hệ thống thủy lợi cũng như là nước sinh hoạt để đảm bảo cái cung cấp nước tưới và cũng như là cái nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Thời gian tới, huyện Tùa Chùa sẽ nâng cao năng lực của chủ đầu tư trong quá trình quản lý, điều hành dự án, phân công các phòng, ban chuyên môn xuống giúp đỡ các xã về mặt thủ tục, các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định. Tính đến tháng 8 năm 2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình cả nước mới chỉ là 17,97%, còn rất thấp so với mục tiêu chính phủ đã đặt ra là 30%. Đặc biệt có 5 bộ và 22 tỉnh thành phố đạt tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dưới 10%. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, với thực trạng này, nếu không có sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo cao nhất cơ quan nhà nước, các cấp, thì mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ không thể đạt được. Vì vậy, Bộ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020 và xem xét triển khai theo mô hình nền tảng để tiết kiệm chi phí, thời gian, hướng tới năm 2021, hầu hết dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt hiệu quả. Thực hiện kết nối cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với hai hệ thống thông tin, gồm hệ thống thu thập đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ tỉnh trong tháng 10 năm 2020 và kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Chính phủ vừa trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Theo đó, các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách sẽ được sắp xếp bố trí thống nhất thành một lực lượng với tên gọi chung là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và được bố trí thành tổ an ninh trật tự ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương thuộc địa bàn cấp xã. Theo Bộ Công an, cả nước hiện có 126.084 công an xã, thị trấn, bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ công tác xã, đang dôi dư, cần phải bố trí tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã thị trấn. Việc ban hành luật mới để tổ chức lại lực lượng này cùng với các lực lượng tự nguyện đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tạo thành một lực lượng thống nhất. Trong đó, phân định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thực hiện và giới hạn phạm vi, cách thức thực hiện, tránh việc lạm dụng tùy tiện, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, góp phần bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Nhằm chinh phục khách hàng trong và ngoài tỉnh, cùng với việc phát triển số lượng sản phẩm OCOP, tỉnh Hưng Yên đang tập trung nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu sản phẩm. Tạo ra sản phẩm đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là những ưu điểm mà sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cam tươi của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ đang tiếp tục chinh phục khách hàng trong và ngoài tỉnh. Với 22 hectare cam, bao gồm cam Hưng Yên, cam Đường Canh và cam Bố Hạ, ước vụ này cho thu trên 300 tấn quả. Để việc tiêu thụ được thuận lợi, các thành viên trong hợp tác xã đang tập trung chăm sóc theo quy trình Việt Gáp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục nâng cao cái giá trị sản lượng, chất lượng của cái sản phẩm của mình làm ra, nhất là quả kích cỡ đồng đều này, to đẹp, nhưng mà phải đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thứ hai là về cũng để ý hết sức là đến cái mẫu mã, bao bì. Ví dụ trước đây thì chỉ có bán cho thương lái là chỉ có đóng bao hoặc là đóng túi ni lông hoặc đóng bìa, thùng bìa cái tông, thùng xốp rất là đơn thuần. Nhưng bây giờ chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là sẽ căn cứ vào cái logo nhãn hiệu cam Hưng Yên có mã vạch, mã vùng của hợp tác xã cũng như là giấy chứng nhận Việt Gáp, giấy chứng nhận OCOP 3 sao, từ đó mới cạnh tranh được trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nghệ Đại Hưng, huyện Khoái Châu cho biết, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm dầu lạc, tinh bột nghệ mật ong Cori đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao đã giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu nâng sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, 5 sao, Hợp tác xã đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo đó, quy trình sản xuất dầu lạc và tinh bột nghệ mật ong Cori được thực hiện rất khắt khe, từ đầu tư nhà xưởng, máy móc, phòng lạnh, lựa chọn vùng nguyên liệu, sản phẩm đầu vào, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình Việt Gáp. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã xuất bán 6.000 lít dầu lạc, 2 tấn tinh bột nghệ mật ong Cori cho doanh thu gần 2 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ nâng cao về cái chương trình quản lý chất lượng đầu vào và quản lý chất lượng đầu ra để làm sao giữ được cái chất lượng. Thì tiến tới thì chúng tôi cũng định hướng trong năm nay đạt mức 4 sao. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 50 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, có một sản phẩm tiềm năng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP 5 sao. Trong thời gian tới thì Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên cũng sẽ tiếp tục tham mưu với Sở Nông nghiệp, với Ban chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo các sở ngành liên quan và ủy ban các huyện thành phố hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể để đầu tư phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm, trong đó tập trung vào một số nội dung như thứ nhất là chuẩn hóa cái tổ chức quản lý điều hành sản xuất trong cơ quan đơn vị của từng chủ thể, hỗ trợ ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất, trong sơ chế, chế biến, đặc biệt là chế biến tinh, chế biến sâu các cái sản phẩm nông sản của tỉnh, hỗ trợ đầu tư các cái trang thiết bị máy móc phục vụ công tác sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm, đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa. Hy vọng rằng với những chính sách khuyến khích của tỉnh, các chủ thể sẽ ngày một nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu uy tín để sản phẩm OCOP không chỉ được tiêu thụ thị trường trong nước mà tiến tới xuất khẩu. Bộ Công Thương vừa có thông báo thu hồi sữa Menlab nhập khẩu từ Úc do nghi ngờ sữa này có nhiễm khuẩn. Bộ cũng khuyến cáo người dân không nên dùng sản phẩm này.
Bộ Công Thương yêu cầu cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu thông báo tới cá nhân, doanh nghiệp thu hồi sản phẩm sữa hạnh nhân Milab 1 lít nhập khẩu từ Úc, áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với lô sản phẩm sữa hạnh nhân Milab 1 lít nhập khẩu từ Úc kể từ ngày 9 tháng 9 năm 2020 đến khi có thông báo ngừng của Bộ Công Thương. Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường, nếu phát hiện ra sản phẩm này được lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi xử lý theo quy định. Trước đó, phía Việt Nam đã nhận được cảnh báo của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc New Zealand về việc sản phẩm sữa hạnh nhân Milab loại 1 lít nhập khẩu từ Úc có khả năng bị nhiễm khuẩn. Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật hàng năm, từ tháng 9 trở đi, thông số ô nhiễm trong không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 có xu hướng tăng. Các đợt ô nhiễm không khí nặng có thể diễn ra. Điều đó có nghĩa là thời điểm này, Hà Nội lại bước vào chu kỳ không khí xấu đã được cảnh báo. Thế nhưng đáng buồn là Hà Nội vẫn chưa có những biện pháp cải thiện chất lượng không khí cần thiết. Đốt vàng mã, đốt phế liệu, khí thải từ ô tô, xe máy, bụi từ các công trình xây dựng, tác động của thời tiết, tất cả đều khiến bầu không khí thủ đô trong những ngày qua suy giảm, ô nhiễm nghiêm trọng. Điển hình từ đêm mùng 1 tháng 9 đến mùng 3 tháng 9, tại các trạm đo của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, có thời điểm về đêm và sáng, chỉ số AQI lên tới mức kém và xấu. Một số trạm đo của mạng lưới theo dõi chất lượng không khí còn ghi nhận chỉ số ở mức tím. Buổi chiều tầm tan tầm ấy, thì đông xe ô tô, xe máy đi qua nhiều, nên tôi không dám ra ngoài. Bắt buộc thì tôi mới phải ra thôi. Nhiều khi đóng cửa vào nhưng mà vẫn cứ có bụi. Theo các chuyên gia, vào thời gian ra mùa, kèm theo nhiều sương mù vào sáng sớm, trời ít và gần như không có gió, khiến ô nhiễm tích tụ trong lòng đô thị. Dự báo cuối tháng 9, thành phố sẽ vào chu kỳ không khí xấu trong năm. Chất lượng không khí sẽ duy trì ở mức này và không có cải thiện đáng kể từ giờ đến cuối năm. Mùa đông là do cái chu kỳ lặng gió nó kéo dài hơn, thì nó tạo ra không chỉ Hà Nội, mà nếu mà nhìn vào cái đô thị mà hiện nay là Palm Air họ cung cấp ấy, cái đô thị về ô nhiễm của cả nước ấy, thì chúng ta thấy là gần như nó vẽ cái đỏ và vàng, nó vẽ thành một cái hình tam giác, đúng là cái châu thổ sông Hồng. Trong khi ô nhiễm không khí đang ngày một gia tăng, những loại khẩu trang thông dụng hiện nay lại không ngăn ngừa được loại bụi này, thì các cơ quan chức năng vẫn chưa triển khai kịp thời các biện pháp để bảo vệ cuộc sống cho người dân. Nếu mà xét tới cái đầu tư để mà cải thiện cái tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội, với cái lợi ích thu được có thể nói là lợi ích cực kỳ lớn và cái đầu tư rất là nhỏ, nhưng mà có thể là do ta chưa đánh giá đúng được cái tầm quan trọng của việc này cho nên là chưa có đầu tư đúng. Tuy nhiên, để giảm được những hậu quả do ô nhiễm không khí gây ra, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của cơ quan quản lý mà còn cần sự thay đổi trong ý thức và hành động của mỗi người dân, mỗi gia đình. Khoảng 1 giờ 0 phút ngày 11 tháng 9 tại quán karaoke Minh Minh thuộc xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, công an thành phố Hòa Bình đã phát hiện và bắt quả tang 20 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó đặc biệt, trong một phòng có 8 đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Chọc, sinh năm 1968, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, cùng 7 đối tượng khác đang sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng, đồng thời thu giữ được các tang vật gồm 2 thẻ ATM, bao vỏ SIM điện thoại, một đĩa sứ và một túi ni lông chứa chất bột màu trắng, 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án 419D đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi do nhóm đối tượng chuyên giả danh công an, bộ đội biên phòng, dụ dỗ lừa gạt phụ nữ trẻ em ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai bán sang Trung Quốc. Đây là chuyên án do Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an xác lập vào tháng 5 năm 2019. Sau khi được giao nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh và phát hiện đối tượng Sùng A Chớ, sinh năm 1991, trú tại bản Nậm Pon, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, là kẻ cầm đầu. Từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt được 7 đối tượng trong đường dây nói trên. Quá trình đấu tranh đã có đủ căn cứ xác định các đối tượng đã thực hiện chót lọt 29 vụ lừa bán 41 phụ nữ trẻ em sang Trung Quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.